Xin chào cả nhà đã đến với kênh Hàng Nhật Nội Địa Kim Loan ạ. Hôm nay em lên clip này là lên một số dao bếp hàng Nhật bãi và hàng thanh lý chính hãng ạ. Dao bên em thì đã vệ sinh, còn mài bén thì trong clip em có mài hai cây dao em mài sẵn anh chị nha. Đây, tất cả các dao em gửi em đều mài bén. Test kỹ trước khi gửi anh chị ạ. Loại này dao hai lớp, loại thép carbon. Loại thép carbon hả anh chị? Còn loại dao một lớp thép không rỉ. Nó test đều, tất cả đều test giấy bén ngọt như vậy nha anh chị. Mã đầu tiên Z40 150 ạ. Dao đất hai hình người, có 3 chốt, dài lưỡi 18, rộng 4,4, dài 0,17 xăng. Dao bản bự sạch đẹp. 150 cây dao này mài bén anh chị về chỉ vì sử dụng thôi. Tiền ship bên em thì đồng giá 30.000 một đơn ạ. Ship code thì đồng giá 30.000 một đơn, chuyển khoản thì 300 em free ship. Đơn 800 em ship code là em free ship. Z41-200 thương hiệu dập chìm. Này Seki. Seki mới có chữ giống như chữ giấy xanh nè anh chị. Dao 3 lớp thép carbon, lưỡi dài 16,5, rộng 4,4, dài 0,36, ở trên còn 0,2 xăng. Khâu nhựa cán gỗ. Z42-250. Dao Nakiri 3 lớp loại thép carbon ốp không rỉ. Thương hiệu của nó khắc chìm. Lưỡi dài 15,5, rộng 4, dài 0,18 xăng. Cán gỗ. Z43-250. Toji ạ. Da 3 lớp loại thép carbon ốp không rỉ. Da của hãng Toji. Dài là 16, rộng 4, dài 0,18 xăng. Cán gỗ. Z44-208, da 3 lớp, loại thép không rỉ, ốp không rỉ. Này của Tojiro anh chị, loại thép của nó VG10, 208. Cây này cái chốt nó hơi lỏng lỏng nhẹ nha anh chị. Nó lắc nhẹ thôi, còn cái dao thì rất là chắc chắn, còn cái chốt này nó hơi lắc nhẹ. Lưỡi là 16, rộng 4,3, dày 0,16 cm. Loại thép VG10, Tojiro. Thương hiệu nó còn hơi mờ xíu. Chỗ này dính keo nha anh chị. Cán gỗ. Z45-200 ạ. Của Tojiro ạ. Da 3 lớp loại thép carbon ốp không rỉ. Lưỡi dài 16,6, rộng 4,3, dày 0,13 cm. Lưỡi thép carbon còn full bản anh chị. Cán gỗ. Z46-450. 450 ạ. Này của Tanren. Da 3 lớp loại thép carbon ốp không rỉ. Đường vân của nó anh chị. Bản cây này dán da bản nhỏ. Những cây bản nhỏ như thế này anh chị thái vẫn bén bình thường anh chị. Loại thép của nó lên tận sống lưng nha. Mình xài tới đây nó vẫn còn bén. Lưỡi dài 17,6, rộng 3,8, dày 0,18 cm. Cán gỗ ạ. Tên ren thương hiệu này dập chìm. Z47-500 Damascus vân đồng. Những cây Damascus này thường lõi VG10 trở lên anh chị. Này thương hiệu của nó bắn laser còn hơi mờ. Lưỡi dài 16,5, rộng 4,5, dày 0,18 cm. Cán gỗ. Z48 thương hiệu dập chìm, da một lớp thép không rỉ.
Lưỡi dài 16,6, rộng 4,7, dày 0,15 cm. Cán gỗ. Giáp 49, 350. Dao đất hai hình người. Cây này dao đất hai hình người, vệ sinh bị mất logo nha anh chị. Lưỡi dài 17,7, rộng 4,3, dày 0,23 cm. Dao dày dặn. Tay cầm của nó là bọc nhựa. Phần này chắc tay lắm nha anh chị. Ở trong nó là kim loại. Đất hai hình người, bị mất logo, 350. Dày dặn chắc tay. Giáp 50, da 1 lớp thép carbon. Loại này rèn Honjaki anh chị, rèn tới đây. Thương hiệu dập chìm 200. Lưỡi dài 16,5, rộng 4,7, dày 0,25 cm. Ở trên này cũng còn khoảng 0,2. Khâu nhựa cán gỗ. Giáp 51 à, 200. Thương hiệu khắc thủ công Nakiri thủ công, 3 lớp thép carbon. Chỗ này có vết xíu anh chị. Lưỡi dài 17, rộng 5,3, dày 0,36. Ở trên còn 0,15 à. Khâu nhựa cán gỗ. Da thủ công. Thương hiệu khắc chìm. Giá 52, 200. Một lớp thép không rỉ. Này của Kai, dáng giống của Kai à, không phải của Kai anh chị. 200, thương hiệu khắc bắn laser. Một lớp thép không rỉ. Lưỡi dài 16,3, rộng 4,4, dày 0,17 cm. Một lớp thép không rỉ. Khâu của nó bằng kim loại. Cán của nó là nhựa. Ốp nhựa chắc chắn anh chị. Giáp 53, 207. Da 1 lớp của Kai. Này hàng thanh lý anh chị, hàng thanh lý bị phá logo nè. 1 lớp. Cái lưỡi chưa hạ mép nha anh chị. Lưỡi nó hơi răng răng nhẹ. 207 ạ. Lưỡi dài là 16,5, rộng 4,7, dày 0,19 cm. Cũng có vài bé lâm tấm nè chị. Cái này là lưỡi của nó nè. Chữ cai, nó còn chữ cai nhỏ, bị phá logo anh chị ha. Khâu của nó bằng kim loại, cán gỗ bát ca chắc chắn. 207 cái này. Giáp 54, 307. Toyiro, thương hiệu dập chìm, lõi thép VG10. Chỗ này có vết rỗ nha anh chị. Rỗ nó hơi sâu xuống xíu. 307. Lưỡi dài là 16,5, rộng 4, dày 0,16 cm. Hai bên nó có vài vết rỗ. Loại này là thép không rỉ, lõi không rỉ, ốp không rỉ. Bị rỗ. Khâu liền cán gỗ. Quintan. 370. Giá 55, 150. Thương hiệu dập chìm, da 3 lớp thép carbon. Lưỡi dài 13, rộng 3,8, dày 0,18 cm. Dao ở trên này còn khoảng 0,1 cm. Khâu nhựa, cán gỗ. 150 cây này. Giá 56, 200. Một lớp thép không rỉ, thương hiệu dập chìm. Lưỡi dài 10,5, rộng 4, dày 0,2 cm. Cán của nó bằng nhựa. Dao đẹp 3 đi biển thép không rỉ. Bản đẹp. Giáp 57, 500 Seki. Hai kết. Super Strandless. Phần lưỡi có hơi rỗ nhẹ anh chị. Những chỗ mà em dán tem này anh chị, đa số em sẽ né những cái vết rỗ đó ra nha anh chị. Không có che đâu. Cán gỗ. Lưỡi dài 9,5, rộng 3, dày 0,3 cm. Dao này cũng đi biển, thép không rỉ anh chị.
những cái thép không rỉ này nó đi chung với những cây có rỉ anh chị, nó sẽ bị bám, nó không rỉ nhưng mà nó kiểu như mình ngâm nước hoặc là mình để môi trường axit thì nó cũng sẽ có rỉ nhẹ. Còn thép mà thép hoàn toàn không rỉ là chỉ có inox thôi anh chị, inox là hoàn toàn không rỉ. Còn những cái dòng thép không rỉ bình thường nó cũng có sẽ có carbon nhẹ, anh chị để môi trường axit hoặc là nước mặn ngâm thì nó cũng sẽ có rỉ nhẹ nha anh chị. Tất cả các dao đều vậy, nó sẽ có ít carbon nó mới bén được. Chỉ có dòng inox nó mới không rỉ hoàn toàn thôi. Giá 58.300. Dao 3 lớp. Loại thép không rỉ, ốp không rỉ ạ. Thương hiệu bán laser anh chị. Thương hiệu bán laser 125. Da 3 lớp, loại không rỉ, ốp không rỉ. Lưỡi dài 12.5, rộng 3.9, dày 0.2 cm. Cán của nó gỗ đỏ anh chị, cán gỗ đỏ đẹp. Dày 0.2 cm. Dao này cũng đẹp lạ. Giá 59. Da Betty Masatoshi. Lưỡi 12.3, rộng 2.4, một lớp thép không rỉ. À, cái dòng này thì sẽ có carbon nhiều hơn xíu anh chị. Có rỉ nha anh chị. Khâu liền cán gỗ ạ. Giá 60.800. Cây này thép giấy xanh 3 lớp. Thương hiệu khắc chìm ở đây. Thép giấy xanh. Này mài lên thép giấy xanh nha anh chị, chứ nó không có dập chữ thép giấy xanh. Cán của nó là ốp gỗ ạ. Ốp gỗ 3 chốt phun tan. Lưỡi 9.5, rộng 2 cm. Giá 61.150. Lưỡi dài 12, rộng 2.8. MSC. Này của Masahiro ạ. Cây này nó hơi rổ đây xíu anh chị nha. Loại thép không, một lớp thép không rỉ. Da Betty. Khâu liền cán gỗ 3 chốt. Lưỡi dài 12, rộng 2.8 cm. Giá 62.900. Này thép molybdenum ạ. Dao gọt. Bộ hoa quả. Lưỡi 6.3, rộng 1.7 ạ. Cán gỗ. Một lớp thép không rỉ. Giá 63. Giá 63.800 ạ. Dao bản thái chặt. Này hơi lỏng xíu anh chị. Cái này xử lý độ keo vào nha. Ừ, cái khâu này người ta cũng đổ keo thôi mà. Hơi lỏng nhẹ. 800. Dao 3 lớp. Trên lưỡi của nó là không có logo. Trên lưỡi không có logo. Ở dưới cán nó mới có logo nè anh chị. Cán zin của nó nha. Cán zin. Bên em làm cán dởm đó, nó không có làm cán đâu. Da 3 lớp. Thép carbon. Bản thái. Lưỡi dài là 19. Rộng 11. Dày 0.3. Nặng 280g. Da thủ công ở trên này còn khoảng 0.2. Cán gỗ, da thủ công. Giá 64.600. Của hãng Satake, một lớp thép không rỉ. Bản thái cây này anh chị, nó sẽ kho cái cán nhựa của nó trên này nè. Mà nó bể xuống đây. Này là hàng mới thanh lý anh chị, nó bị thanh lý. Lưỡi dài là 18, rộng 9.3, dài 0.2. Nặng 330g. Chặt được anh chị. Chặt được gà Việt. Ốp của nó là ốp nhựa. Loại dao này đa năng, chặt đập hành đập tỏi, băm thái cũng được nha anh chị. Nhâm thái anh chị mua những cái dao mỏng mỏng nhỏ nhỏ như vậy thì thái nó tiện hơn. Giá 65.900 ạ. À.
của sabun, một lớp thép con rỉ. Lưỡi dài 29, rộng 5,4, dài 0,22, nặng 290g. Phần lưỡi có rổ nhẹ anh chị. Loại này thép carbon, chuyên cho đầu bếp ạ. Khâu liền cán gỗ ạ, full tan. Lưỡi dài thái những miếng thịt, miếng cá bự anh chị, nó sẽ đẹp, thẳng đẹp. Giá 66.650. Dòng sabun này cũng có thép, cũng có carbon, thép carbon. Dao sabun. Lưỡi dài 23,8, rộng 4,6, dài 0,22, nặng 200g. Khâu liền cán gỗ full tan. Giá 67.900. Dòng sabun này thép không rỉ ạ. 900. Lưỡi dài 26,9, rộng 4, dài 0,22. Cây này là nó kiểu 92, 91 gì đó nha anh chị, 91. Nó không hoàn toàn khoảng 82 gì đó, chứ nó không hoàn toàn là đều đều nha anh chị. Cái mặt bên này thì nó bát hơn, nó phẳng hơn xíu. Khâu liền cán gỗ full tan 900. Dao cắt sushi, sashimi. Giá 68 ạ. Dao sashimi Yanagiba của Global. Dòng này dòng IST anh chị. Dòng IST 800. Lưỡi dài 24,3, rộng 3,6, dài 0,2 cm. Cán gỗ hàng mới thanh lý, không có logo. Thép Chromova 18, một lớp thép không rỉ. Chromova 18. Giá 69 ạ, 450. Toyiro. Lõi thép VG10, 3 lớp. Lõi thép của nó là Combat. DP Combat Sapan. 450. Lưỡi dài 21, rộng 4,3, dài 0,17 cm. Trên lưỡi có rổ nhẹ. Cán kim loại. Giá 70, 400. Giá 70, 400. Dao 2 lớp thép carbon. Thương hiệu dập chìm. Thương hiệu khắc thủ công. Cây này của Masahiro ạ. 2 lớp thép carbon. Lưỡi dài 20,3, rộng 2,9, dài 0,36 cm. Khâu sừng cán gỗ. Dao Yanagiba đẹp anh chị. Giá 71, 1.400.000. Tosu thép SS, lõi của nó là thép VG5 rèn tốc độ cao. Thép bột VG5. Lưỡi dài 17,7, rộng 4,4, dài 0,18 cm. Vân búa 3 lớp thép bột. Khâu liền cán gỗ full tan. Giá 72, 800. Tosu. Lõi thép VG5, đường vân lượng sóng nha anh chị. Lõi VG5, 800. Lưỡi dài 16,5, rộng 4, dài 0,18 cm. Khâu kim loại, cán của nó bằng kim loại luôn anh chị. Này hàng thanh lý nè anh chị, chỗ này nó sẽ có lỗi vết hàng bên hãng thanh lý nha. Giá 73, 450. Brieto thép molybdenum vanadium 450, một lớp. Lưỡi dài 20,8, rộng 4,3, dài 0,17 cm. Khâu liền cán gỗ full tan 3 chốt. Giá 74, 1.200.000. Dao 3 lớp. Lõi của nó thép carbon, ốp không rỉ, hoàn thiện Naseri. Thương hiệu khắc thủ công.
Đường vân 3 lớp, da đẹp xuất sắc, không tì vết anh chị. Lưỡi dài 16, rộng 5, dài 0,4 cm. Da thủ công. Ở trên này còn 0,2 cm. Khâu của nó gỗ ổn định, cán gỗ. Dao còn full bản, mới đẹp anh chị. Giáp 75, 500 ạ. Masahiro. Dao 3 lớp, lõi thép mài lên thép giấy xanh nha anh chị. Mài lên thép giấy xanh, trên dao không khắc chữ thép giấy xanh. 3 lớp thép carbon. Lưỡi dài 16,5, rộng 4,8, dài 0,38 cm. Dao thủ công ở trên này còn 0,2 cm. Khâu sừng, cán gỗ. Giáp 76, 950. Kia thép H40. Da 3 lớp, lõi thép H40 Kia 950. Lưỡi dài 17, rộng 4,6, dài 0,17 cm. Cán gỗ. Chỗ này có vết rạn nhẹ anh chị ha. Giáp 77, 450, Misono, hoa anh đào, thép Thụy Điển. Một lớp có rỉ, thép Thụy Điển có rỉ anh chị. Lưỡi dài 20,5, rộng 3,9, dài 0,2 cm. Khâu liền, cán gỗ. Này nó có độ hở nha anh chị, em đã xử lý độ keo AP anh chị. Độ hở nhẹ. 450 cây này. Misono. Dòng VIP anh chị. Giáp 78. Dòng này là dòng VIP của Misono luôn ạ. Misono dòng VIP con rồng. Con rồng nó bị hơi mờ. Thép Thụy Điển. Dài lưỡi là 16,5, rộng 3,4, dài 0,18 cm. Khâu liền, cán gỗ. Full tan 3 chốt đồng. Dao này nó còn nhỏ anh chị, nó như cái dao Betty. Giáp 79, 350. Misono thép Thụy Điển. Lưỡi dài 16,8, rộng 3, dài 0,2 cm. Khâu liền, cán gỗ. Chốt đồng. Dòng này thép cũng có carbon. Giáp 80, Misono, thép Thụy Điển, không rỉ. Lưỡi dài 10,8, rộng 2 cm. Khâu liền, cán gỗ, 180. Giáp 81, da 3 lớp, lõi thép carbon, thương hiệu dập chìm. 300, lưỡi dài 18, rộng 4, dài 0,18 cm, có vết. Ở đây anh chị ha. Có vết rỗ đây xíu. Này em mài cho nên nó hơi dính dầu xíu anh chị. Cán gỗ 3 chốt. Giá 82 1.600.000 ạ. Dao Damascus của Kaisen. Thép MV Combat ạ. Này logo bắn laser, vệ sinh nó còn hơi mờ nha anh chị. Này, MV Combat Steel Made in Japan. Damascus Kaisen, lưỡi dài 17,3, rộng 4,6, dài 0,23 cm. Khâu liền, cán gỗ Baka. Bản Satoku. Giá 83, 500. Dao Nagiri đẹp anh chị, khắc thủ công. Rất là đẹp luôn anh chị. Đường vân của nó 3 lớp loại thép carbon, ốp không rỉ. Dao rất là đẹp anh chị, thương hiệu dập hai bên. Lưỡi dài 16, rộng 5, dài 0,35 cm. Ở trên còn 0,10, 0,1 cm anh chị. Nó bóp dần lên ha.
khâu nhựa cán gỗ, cái khâu của nó nè, khâu nhựa cán gỗ hàng zin. Sau đây em xin kết thúc video ạ. Cảm ơn chị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.